Xin chào các bạn trở lại với kênh Zubatan của mình nhá. Hiện nay thì mình đang có mặt ở xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Nói đến Mù Căng Chải thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến những thửa ruộng bậc thang mênh mông và rất là đẹp kia. Ở dòng Lao Chải này thì rất là đẹp, như hôm nay mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn một cái loại hình canh tác lúa khác ở trên này, đó là lúa lương các bạn ạ. Đây bên cạnh mình đây là những cái thửa ruộng lúa lương. Gần đây là chú tên là gì nhỉ? Tên là Lại A Tu ạ. Lại A Tu à? Vâng. Đây là chú Lại A Tu cùng với gia đình hôm nay đang thu hoạch lúa lương ở đây. Đấy thì mình sẽ bản Dạ Cú Nha. Bản gì cơ? Bản Dạ Cú Nha. Dạ Cú Nha. Dạ Cú Nha. Dạ Cú Nha. Bản Dạ Cú Nha thì hôm nay mình sẽ tham gia thu hoạch lúa lương cùng với lại chú Tu và sẽ quay cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa cái việc canh tác lúa lương với cả ruộng bậc thang nó như nào nhá. Vâng. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình trải nghiệm đi gặt lúa lương. Ok. Ok. Cảm ơn chú Tu. Đấy, hôm nay nhà chú Tu có 3 người đi gặt này. Chú Tu vừa kể chuyện là các con thì đang đi sấy thảo quả ở trong rừng cách đây khoảng 10 km cơ. Đấy, nay chỉ có mấy người lớn đi gặt thôi. Như các bạn thấy thì cái đặc điểm địa hình ở trên vùng núi thì rất là dốc rồi. Cái việc canh tác rất là khó khăn. Cái điểm chung giữa cái trồng lúa lương này và trồng cái làm cái ruộng bậc thang là đều trên địa hình sườn dốc. Đấy, nhưng mà ruộng bậc thang thì là trồng cấy lúa và người ta cho nước vào đấy, tức là khác biệt rõ nhất đó là cái lúa lương là trồng lúa không cần nước. Còn cái ruộng bậc thang thì sẽ có nước ở trên đó. Và ruộng bậc thang thì phải san, mất công san ra. Còn lúa lương thì mình cứ làm sạch cỏ sau đó là mình tra thôi nhỉ? Chú Tu nhỉ? Vâng. Lúa lương thì mình làm sạch cỏ xong là mình tra hạt xong thôi đúng không? Đúng rồi. Đấy, mình không phải đi lấy nước này, không phải tưới nước, không phải san gì cả đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà này còn không phải đắp bờ nữa đâu, không phải làm cỏ bờ. Đúng rồi. Nhưng mà có cái là cái năng suất của lúa lương các bạn thì nó sẽ không cao bằng bằng với lại lúa cấy trên ruộng bậc thang. Đây cho các bạn xem một cái bó lúa lương mà chú Tu chú vừa cắt đây. Các bạn thấy là cái phần bông của nó tương đối là ít, nó không được nhiều bông lắm và nó nhẹ. Cây lúa cũng không lên cao được, có thể là nó cằn quá. Như chú Tu bảo năm nay đây là được mùa đấy, được mùa rồi thì hạt nó mới chắc như này đấy, chứ còn không thì nó cũng nép rất là nhiều. Cái ngày còn nhỏ thì mình cũng đã được đi làm lúa lương này cùng với gia đình. Trước đây thì nhà mình cũng ở miền núi thôi, cũng đi trồng cái lúa này rồi. Gặt rất là vất vả, nó lẫn rất là nhiều cây cỏ ở bên trong. Gặt rất nhiều nhưng mà lúa thì không được bao nhiêu. Và ngày đấy thì chủ yếu là cấy cái giống lúa lương nó như gạo lếp và rất là ngon. Bây giờ chắc là cái giống không còn rồi. Cái này là gạo lếp hay là gạo tẻ đấy? Tẻ. Tẻ à? Tối tẻ. Nó cũng giống cái có giống cái giống lúa cấy trên ruộng bậc thang không? À? Nó có giống cái loại cấy trên ruộng kia không? Nhưng mà không giống như thế. À, loại khác à? Loại này là giống của người Mông mình ngày xưa để lại à? Đúng rồi. Thế còn cái giống kia vẫn là giống cũ hay là giống xã họ cho? Xã hộ rồi. À, xã cho à? Đấy, như bây giờ là cái lúa trên ruộng bậc thang đa số là ở chính quyền sẽ cung cấp giống cho người dân trồng để có thể thu hoạch cùng thời điểm để phục vụ cho du lịch nữa. Còn lúa lương này thì cơ bản là mọi người vẫn tự làm, tự để giống từ ngày xưa. Và cái gạo lương thì ăn rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tham gia gặt lúa lương với cả chú Tú. Đâu chú Tú ơi, cho mượn cái liềm để cho gặt thử nào. Vâng. Cháu biết gặt đấy. Ngày xưa đi gặt mãi rồi. Vâng. Cần đang cắt một cây cỏ. À, Túm mới thấy chưa? Túm này sẽ đỡ bị đứt tay hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Hái chè cũng cắt chè cũng như vậy đúng không ạ? Vì như ở nhà là cháu hay ngày xưa và ở Văn Chấn, nhà Văn Chấn hay đi hái chè lắm, hay bị cắt vào tay lắm. Sau đó là phải rút kinh nghiệm. Nhưng mà nó quen tay đấy.
cứ cắt này một lúc xong mình lại quen, mình lại úp tay xuống. Đúng rồi. Ok. À, phơi này phải phơi thống nhất theo chiều này à? Dạ. Chứ mình không để chiều ngược lại à? Không. Người mông nhiều cái cũng cầu kỳ lắm. Đó. Và làm là làm theo tiêu chuẩn, làm thế nào là cứ thế làm thôi đúng không? Đúng rồi. Chú Tú đánh giá khả năng gặt lúa của cháu thế nào chú Tú? Đã. Bảo chú đánh giá khả năng gặt lúa của cháu thế nào? Liệu có được không? À, gặt lúa. Vâng. Cháu gặt thế này liệu được không? Có chứ, được. Liệu có đi làm cho người Mông được không? Làm được mà. Thế liệu có làm rể người Mông được không? Được. Thế điều kiện để làm rể người Mông là cần những cái gì? À, còn cái dao này cháu ơi. Hả? Còn cái này đây. Không. Tức là muốn mà ví dụ như là nhà chú Tú có con gái không nhỉ? Con gái á? Có không? Không có đâu. À, thế ví dụ như là giả sử nhà chú có con gái thì yêu cầu làm rể người Mông là phải như nào? Làm con rể ấy. Con rể từ vô. Có được không? Được. Được hả? Ê. Từ vô. Chú Tú bảo là người Mông cũng không khó tính trong chuyện tuyển rể đâu, nên là các bạn nào muốn lên trên vùng cao làm rể người Mông thì cũng dễ thôi. Chỉ cần biết uống rượu, biết biết trồng lúa ở trên nương và trên ruộng bậc thang như này. Bây giờ mình sẽ trả lại liềm cho chú Tú để chú làm, chứ không thì chưa mất mình làm chậm quá. Cảm ơn chú nhá. Vâng vâng. Đấy, mình đã cắt được một ôm lúa to phết rồi đấy. Đúng rồi. Nhưng mà cháu cái thí vậy người Mông không? À, cháu thích chứ. Thích à? Cháu đi nhiều này gặp nhiều con gái người Mông xinh lắm. À. Chú hỏi là có thích làm lấy vợ người Mông không? Đấy các bạn ạ, lúa cắt và phơi luôn ở trên đồi. Đến khoảng chiều thì đập chú nhỉ? Chiều là mình sẽ đập cái này để lấy hạt đúng không? Cái lúa này mình phơi đến chiều xong là mình đập lấy hạt đúng không? Nhưng mà mai. À mai mới đập các bạn ạ. Đấy, lúa sẽ phơi ở trên sườn đồi này. Lúa rất đồi rất là dốc các bạn ạ. Đó. Rất xa cái là ruộng bậc thang kìa. Cây lúa lương ở trên này nó chín, nó vàng từ dưới gốc, nó vàng lên các bạn ạ. Nhìn từ xa cả một cái vạt đồi nó chuyển sang màu vàng đẹp lắm. Vì là lúa lương trồng ở trên đồi không có nước ấy, nên các bạn ạ, nên là thường là phải đợi đến mùa mưa, tức là vào khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch. Khi mà trời mưa nhiều ấy thì người ta mới bắt đầu mới tra lúa ở trên đồi này thì nó mới mọc được. Nên lúa lương sẽ muộn hơn cái lúa cấy ở ruộng kia một chút các bạn ạ. Thường là sẽ gặt xong cái lúa ở ruộng bậc thang thì sẽ đi gặt lúa lương. Đấy, cánh đồng lúa lương bạt ngàn của nhà chú Tú này. Phía trên bên kia là có ruộng bậc thang nữa này. Đây là cái gùi mang thức ăn cơm đi để mọi người sẽ ăn trưa luôn ở trên nương này. Người Mông thì thường là cứ mang cơm theo ăn ở trên nương luôn và chiều đi làm luôn chứ không trở về nhà các bạn ạ. Vì thường là cái chỗ làm với cả nhà, chỗ bản rất là xa nhau. Chúng ta sẽ xem mà cơm của gia đình chú Tú mang lên nương sẽ có những cái gì ăn nhá. Thì dự đoán là cũng sẽ không có những món ăn, nhiều món ăn như các bạn tưởng tượng đâu, vì ở trên này khó khăn lắm. Ui, mọi để chặt quá. Đây, xem nào. Chắc chắn là cơm sẽ là món là cái đồ ăn chính ở đây. À, cái này là đậu phụ các bạn ạ. Đây, đậu làm bằng đỗ tương của người Mông đấy, với cả rau nữa. Khả năng mình sẽ phải hỏi chú Tú xem. Thôi, để cho chú ấy làm việc, mình cứ dự đoán vậy nhé. Đây là món đậu này. Đây sẽ là đây cơm đây. Một cặp lồng cơm. Ăn với đậu. Đậu và rau xanh. Đây là phích nước rồi. Còn chỗ quay lá này là có món này là cá à? Cá khô các bạn ạ, cá khô và măng ớt.
đúng rồi, các khô măng ớt đấy. Cơm lao động của người Mông chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Cá khô măng ớt, đậu nấu với rau. Đấy, ok. Mình sẽ xếp giả lại cho gia đình chú nhé. Rồi. À, có một điểm nữa đó là người Mông ở trong lao trải này thì bình thường có cái quần bộ quần áo đi lao động là màu đen các bạn ạ. Ở trong này thì quần áo của mọi người mặc không được rực rỡ như ở phía trung tâm huyện hay ở một số cái bản khác. Cái kiểu áo ở trong này cũng khác. Kiểu trong này là áo như nào nhỉ? Đấy là mọi người có cái cúc gài ở bên sườn đấy. Không giống như cái kiểu áo hai vạt hai bên ở phía bên ngoài kia. Số của trùn ra nè. Lùa to. Nhà chú này thì một vụ này được khoảng bao nhiêu lúa? À, một vụ được 80-90 bao. 90 bao? Ừ. 90 bao là cả lúa lương, cả lúa trên ruộng? Cả lương, cả ruộng. 90 bao thì một bao khoảng 40 cân à? 43-40 cân. Ôi, 9-4-36 tức là 3 tấn 6. Đúng rồi. 3 tấn 6 thóc các bạn ạ. Đấy là thóc đúng không ạ? Thóc rồi. 3 tấn 6 thóc rất là nhiều luôn. Ngày xưa nhà mình trồng ở trong nhà cũng chỉ được khoảng 5 tạ thôi. Nhưng mà 5 tạ thóc 2 mùa thì đã được 1 tấn. Nhưng mà trên này là chỉ làm được 1 mùa thôi đúng không? Làm một vụ thôi. Làm một vụ thôi. Đấy. Một vụ nhà có mấy người ăn? Chỉ có 6 người thôi. À, 6 người. 6 người đấy có bán được đi ít thóc nào không? À, không bán. Để ăn với chăn nuôi? Để ăn, để nuôi lợn, nuôi gà. À, nuôi được nhiều lợn không? Nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu thôi. Trâu thì làm gì nó ăn thóc? Trâu có chứ. Cho cả trâu ăn thóc? Ừ, mình phải cho pha cỏ để ăn. À. Trộn cùng vào, như kiểu cám ấy đúng không? Nghiền ra ông trộn được cùng cỏ. Đấy, cùng cỏ. À. Các bạn ơi, bây giờ cũng muộn rồi, mình để cho chú Tú ở đây lao động thôi, không mình ở đây là mất việc của chú ấy quá. Không gặt kịp xong cái này để ngày mai còn đập cái này để lấy hạt để mang về. Đấy, thì bây giờ, thôi cảm ơn chú nhá. Vâng. Chúc gia đình mạnh khỏe xong càng ngày càng làm được nhiều ruộng lương nhá. Vâng. Năm nào cũng được mùa nhá. Vâng. Cháu đi về đây. Vâng. Ok, cảm ơn và chào các bạn nhá.